Thư ký đâu? Thư ký! Trời ơi, không trực luôn. Dạ, chú chào bà con. Cô kêu cô rác cô họng muốn bể tiếng luôn mà cô không nghe. Mà tự nhiên cái tiếng đó là cô nghe là sao? Dạ, dạ con xin lỗi. Ra ngoài cứ thằng Ngọc vô đây. Dạ, dạ, dạ. Dạ, ba gọi con. Bắp cải cà chua tại sao lên giá hoài? Tháng trước lên giá rồi, tháng này cũng lên. Nó làm gì mới lên hoài vậy? Dạ, sao con biết? Sao con biết? Bắt điện thoại gọi bên đó hỏi liền. Nếu không được á thì đổi đối tác khác, nghe chưa? Dạ. Dạ chú ơi, xe đã chuẩn bị ở ngoài rồi ạ. Ừ. Dạ. Dạ chú chào bà con. Tôi thấy làm như cô nhạy cảm với cái tiếng đó lắm á. Dạ con nghe. Trời ơi, ngu, ngu, mày ngu. Rồi đổ hết rồi mày xoẹn cái tao cái xe. Dạ, 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 dạ. Trời ơi, kiểu này chết con rồi ba ơi. Con lộn thôi mà ba chửi con ngu dữ vậy. Rồi ướt hết rồi. Thôi biết, 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 mày biết. Biến liền. Dạ. Trời ơi. Trời ơi, sao cuộc đời tôi không có ai làm cho tôi có thể vui được. Cứ mang toàn bắt cái chuyện phiền phức buộc sầu não đến không à. Dạ, chú cho người con. Rồi hồi nào, đi, đi. Dạ, dạ. Trời ơi, sao tôi muốn lên máu với mấy người này quá. Đọc đi. Đang ghi đây. Dạ chú gọi con. Coi thôi nào. Ra ngoài. Lượm lên. Tự nhiên sao đánh tôi? Tại chú thả bom trước mặt con mà. Thả bom thì thả bom, mắc mới gì đánh tôi. Đây là công ty chứ không phải hố ráng đâu. Mà ngày nào chú cũng thả bom á. Làm như có một mình chú mới thả bom vậy. Cô này, cô dám. Từ nay con không làm công ty này nữa. Con mà làm đây chắc còn bị ung thư phổi quá. Dạ chú gọi con. Gọi hồi nào. Kể từ giờ tao đi, đừng bao giờ dát cái mặt tới công ty này nữa, nghe chưa? Được thôi. Mà đi đi. Tôi đi trước nha. Trời ơi, tôi cũng sắp chết luôn. Ôi, nhẹ cái bụng. Nhẹ bụng chú mà chết con chú ơi. Cái thằng bình thường thôi. Vậy giờ mình đi về công ty hay sao chú? Thôi khỏi đi con. Giờ con đi taxi về công ty đi. Để xe chú lái cho. Dạ. Mời ba. Ém lại thôi, mệt mỏi đi rồi. Chắc lại sáng nay ăn nhiều khoai lang quá. Ủa ông sao vậy? À không không. Sao bỗng nhiên lại im lặng như vậy chứ? Ừ, nhiều khi tôi coi như không nói được nên lời vậy mà. Phải cẩn thận, không được mất mặt. Cố lên chú Tài ơi. Rồi. Chết rồi. Cứ những cái kiểu này sẽ trở thành quả bom nguyên tử mất. Làm sao đây? Không được. Cô nhịn đi. Nhịn đi mà. Ông. Ông bị sao vậy? Không sao, không sao. Ồ, bạn nhạc thật là lãng mạn, tình tứ. Ông à, tôi để ý nãy giờ nha, sắc mặt của ông không được tốt lắm. Ông đâu bị bệnh ở đâu hả? Không hề gì. Cứ như vậy thì nguy hiểm quá. Suy nghĩ cách gì đi chứ. Hay là lợi dụng tiếng nhạc tống khứ nó ra ngoài cho được. Không được, nhìn lâu quá rồi. Có dùng tiếng nhạc cũng không ép được đâu. Chưa kể còn có mùi nữa. Tôi biết rồi. Ủa ông đi đâu vậy ông Tài? Đi vệ sinh.
Ông là hiệu trưởng mà vô trễ kìa lắm á. Sắp hết giờ thông bệnh rồi. Đi. Anh thấy trong người sao? Tôi thấy khỏe nhiều rồi, không cần thở oxy nữa. Vậy là tốt rồi. Hồi sáng tỉnh dưỡng đi, mai mốt còn đi đánh gôn cho tụi tôi nữa chứ. Mọi người đã hết giờ thăm bệnh rồi. Thôi về mấy mọi người. Cô y tá ơi, gắn lại giùm tôi cái oxy. Con xong rồi, con đi học nha. Ông kỳ quá à. Mấy ngăn thở này bắt hửi mùi của ông rồi. Mùi của ông sao? Của ông sao? Quang, con thấy mùi của ông sao? Con cũng không biết nói sao nữa. Nhưng mà tự nhiên con cảm thấy tinh thần sảng khoái với hưng phấn hơn đó ông. Con nghĩ là hôm nay chắc chắn con sẽ gặt hái được kết quả cao trong học tập đó ông. Vậy hả? Trời ơi, cái thằng dễ thương quá à. Trời ơi, nó biết lấy lòng người lớn kìa. Con nói thiệt lòng á không? Ừ. Tệ đâu mũi luôn. Mày lo ăn đi. Không biết sống sao cho vừa lòng với cái nhà nữa. Dạ thôi, thưa ông đi. Ừ. Thưa chú, thưa cô con đi. Ừ. Anh đi nha. Khỏi thưa. Chỉ có Sơn Tùng MTP tôi mới nghe thôi. Dạ cả nhà con đi. Ừ. Thực phẩm có mùi, thả bơm. Vụ gì đấy? Hả? Ai làm chuyện này vậy? Trời ơi bạn mình ơi. Gì nữa? Trời ơi chuyện này là vụ nổ lớn thiệt rồi. Trời ơi, khủng khiếp thiệt chứ. Bơm tấn nữa hả? Bạn lên mạng coi đi. Công ty Tài Hoa chúng tôi xin giới thiệu sản phẩm mới là những sản phẩm mang mùi thả bơm đặc biệt. Bơm. Quý vị hãy xem. Quý vị đã bao giờ nấu cơm bằng cách dùng hơi thả bơm chưa? Tôi đã phải dẫn ra hết hơi để mà làm món này. Làm như đang nấu cơm cho gia đình mình vậy đó. Ông ơi ông, trong cơm của ông có mùi thả bơm đó. Vậy hả? Vậy là quý vị được thưởng thức mùi thả bơm tự nhiên rồi. Chúng tôi luôn tự tin với mùi thả bơm của mình. Sản phẩm của Tài quá. Công ty của ông mình tiêu rồi. Công ty mà chơi bơm không tiêu sao được. Gia đình là số 1, oh oh oh. Gia đình là số 1.